Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lắp ráp một cái bộ mô hình cửa hàng bạn. Thì ở cái set này bạn nó có tới 8 mô hình khác nhau các bạn. Đây. Đủ các loại luôn các bạn ơi. Thì hôm nay em sẽ lắp ráp cái mô hình đầu tiên các bạn. Là mô hình cửa hàng nước ngọt Coca-Cola các bạn. Thì mọi người chúng ta sẽ có là 103 mảnh ghép nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ khui nó ra. Này ít thôi bạn ơi, có bao nhiêu thôi. Đây là toàn bộ mảnh ghép chúng ta đây các bạn. Và đây là các bước nữa lắm. Mà này cũng khá nhanh thôi các bạn ơi. Okay. Ok, bây giờ hãy cùng theo dõi mình lắp ghép nhé. We'll be right back.
mà anh lắp ráp được xong cái mô hình cửa hàng bán nước ngọt Coca-Cola này bạn. Hình khá đẹp bạn ơi. Ta có cái màu đỏ, màu đỏ cái thau màu trắng khá đẹp luôn bạn. Đây, mô hình ta rất là nhỏ nhắn và xinh xắn luôn bạn. Mình rất là thích lắp những cái loại mô hình như vậy các bạn. Ok, video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thích video này thì hãy để lại like và đăng ký. Và ngoài các bạn yêu cầu mình là dùng bộ hình nào thấy comment dưới video thì hãy như thế nào thật nhẹ nhé. Ok, chúc bạn xem và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.